dài hoài vậy con? Giờ đi vô như mô chơi ha. Rồi, con. Chị nắm tay em đi. Đi, vô chơi, dừng té đi con. Welcome to World of Oakland. Đây nè con, Út, đây nè, chút mình mới qua đó Út ơi. Út ơi, đi đây nè con. Sửa áo em lại được không con, kéo xuống. Không thấy ba đi vô, đứng nhìn kìa. Chút nữa ba vô, chút ba vô con. Thôi đừng mò mò dơ á, đang ăn bánh á, đi con. Đi, đi từ từ chờ ba ha. Từ từ đợi ba nè Út ơi. Ra đây, ra đây. Ra đây Út ơi. Út. Thấy ba chưa vô nó đâu chịu đi đâu đâu thấy không? Đứng đợi ba hả con? Ba hút thuốc ngoài kìa. Đứng chờ ba hả? Hả? Thôi đừng mò mò mấy đó con ơi, dơ tay người ta đụng rồi. Ta đeo bình thường rồi đâu cần tháo đâu hả con? Hả? Thấy đường đi không? Giờ đeo rồi. Không? Giờ đeo là rành luôn. Út ha. À, muốn lên mấy cục đó chơi kìa, thấy mấy cục đó. Lên không? Leo không? Đi chậm đi. Đi con, đi con. Đâu có gì đâu. Có gì đâu. Nay chích con mũi cũng đỡ ha. Hôm trước chích 3 tới 4 mũi luôn. Cầu tham nữa không? Đây phải không mày? Yeah, you don't know how to move it down? Thịt bò hả con? Yeah. Bò, gà.
cái sốt. Chỉ có cơm đấy mẹ. Bơ. Bơ. Trái bơ avocado nè. Em lên chơi không? Leo lên chơi đi con. Ồ, cười quá. Nhúng đi con. Có music cái mày. Đây con, đây, đây. Đây. Ba bưng xuống đi. Nhảy nè nhà quan chui tuy nè, nhảy nè quan chui tuy. Yeah, cười. Lại đâu chơi nè con. Lại đâu chơi nè. Mẹ đi thôi, bye bye. Bye bye chị ba ơi, chị Út ơi. Đấy, đấy con, lại đây chơi, đồ chơi nhiều lắm nè. Cái mặt bơ bơ. Đi, đi. Chơi đồ chơi nha. Nắm tay mẹ nè. Nắm không? Rồi, chuyển vô Toya Earth. Vô Toya Earth chơi nha con. Đi con, đi, đi vô. Nơi đây nè Út ơi. Đây con, đi, đi. Đây nè, nhiều đồ chơi lắm nè. Thẳng nè. Chờ đồ chơi luôn Út ơi. Minion. Mê vậy không chị ba? Để lại đi, để lại cất lại đi, trả đi. Đây đây đi, bỏ đây nè. Nhiều quá hả con? Wow, quá trời mi nhìn luôn. Cắt lại đi, cái này không phải, con chơi đâu đi. Let's go. Sao nó nhẹ? Kia đi kiếm kiếm Bobby được không ha? Đi, đi kiếm Bobby, let's go. Đi chỗ khác nè, chơi có gì mà chơi. Trời ơi, chỉ đi chị ẻo hẻo. Nhiều đồ chơi mê quá. Đó, không biết chọn gì luôn. Quá trời hả con. Này con về cào rác nè. Cào cào anh cũng biết đưa xuống đất cào cào á.
lấy ra bỏ gì thích đâu không con? Về cào đất cào cát chơi nè. Đâu đâu không có lấy ra được. Đó, móc tới món khác rồi. Ui, ngồi bẹp luôn rồi. Chơi mà. Ngồi bẹp luôn rồi hả con? Này chơi gì? Này sao chơi? Này chơi sao chị ba? À, bỏ vô, bỏ cái vòi nước vô anh. Nè, bỏ cái vòi vô đó kìa. Thôi con, không lấy xuống hết. Đi chỗ khác đi Út ơi. Đi, đi chỗ khác có nhiều đồ chơi hơn nữa đi. Let's go. Đi chỗ khác đi. Quạnh ngược trở lại. Quạnh ngược trở lại. Thích mấy con này hả con? Cái này mình chưa phải gắn nước vô chơi mới được. Gắn nước nhưng mà lạnh lắm sao gắn nước chơi nổi. Summer biết chừng nào mới chơi được con. Cái này không có chơi được đâu. Cái đó ôm cái chơi ha, cái này chơi không được đâu con. Có chơi xe nữa gỗ. Đúng rồi. Đi 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 chỗ khác chơi đi. Chơi slide bác cho. Đi con đi chỗ khác. Ủa nhiều đồ chơi đẹp không con? Chỗ khác có thích. Lấy gì nó ăn cây đi anh, đồ hồ. Trời cây gì muốn về dọn dẹp tùm lum. Ý cho cầm đi vòng chơi nè. Melon quá trời luôn, quá trời kiểu luôn hả Út. Nhiều quá không biết chọn cái nào. Nhiều quá hả con? Cái hình nhỏ nhỏ này nó thích nè. Tới lùi. Tới lùi lựa hả con? Mấy nhóc này chắc nó thích nè, cho anh này. Nó thích mấy con nhỏ nhỏ. Chơi chê. Chơi chê. Kìa bưng cái xe kìa. Nặng hả con? Bưng xuống. Đưa con một cái thôi, một cái thôi. Không? Bò qua đây. Nhiều quá ha không? Cái này còn bự lắm đó ơi, Út chơi không được. Cái này con chơi chơi được đâu. Giống đồ của con trai ha anh. Con không chơi được. À, chạy chạy vậy ha con. Chà lết ở dưới luôn kìa. Rồi, bò lết luôn rồi xong rồi. Có chọn được nào chưa? Đậu đường nào rồi nói ta nghe coi đi mua nè. Là chỗ bò bì coi không? Đi lại bò bì đi lại chỗ kia đi có nhiều đồ chơi không đi. Oh, the wheel on the bus hả? Đó, xe nó chạy rum rum. Cái máy nó nổ. Tay quay quay diễn tả là bánh xe lăn bánh đó. Con. Ồ, thích đó hả? Ồ. The wheel on the bus hả con? ABC nhà có nhiều rồi. Nó là ABC. Xe chứ ABC. Đó, lên ABC, ABC, ABC. Rồi, thích cái xe này rồi, ôm nữa. Ba mới cất lên rồi Út lấy xuống tiếp. Rồi, thích cái xe này rồi nè anh ơi. Ngồi chèm bẹp lửa luôn.
Nhiều quá. Móc móc gì chồng đi con. Đi không con? Đi. Wow. Bob the chain. Thomason. Đi con. Để sách theo đó đi anh, cho sách nó đi. Đi. Sách theo đi, đi một vòng coi tiếp con. Đi. Rồi, hai. Ôi. No, một cái thôi. Đây. Chơi chồng ra họ quay chơi luôn. Sách nổi không? Đây ba sách giùm con kìa. Nó chịu rồi, nó phải sách cho mình sách cẩn thận. Đi, đi kiếm đồ chơi khác đi, để ba cầm cho. Đi kiếm đồ chơi khác. Khác nhiều lắm con. Đây ba cầm cho, ba sách cho. Nothing in here. Cái xe. Ồ, đúng rồi, như nó thấy nó thích xe anh. Nãy giờ thấy thấy đụng mấy chiếc xe không? Ồ, cái kho dơ lắm đó con. Ừ, cái gì? Mua này ha, mua này đi xong đi về ha. Cất nó lên. Đi mua này đi xách này ra ngoài chính tiền. Đi tới lương hồi nó cũng muốn cái Coco Melon chiếc xe nè. Ồ, thích quá. Ba mua này cho con ha, về nhà chơi ha, chịu không? Nếu chịu thì gật đầu đi. Chịu không? Chịu thích này không? Nè, yeah, ba hỏi nè. Ba mua này cho con về nhà chơi con chịu không? Chịu thì con gật đầu đi. Nè nhìn ba nè nói chuyện nè, chịu không? Gật đầu đi. Nhưng Út nó không thích mấy con này ha. Đi xuống đây có xe nè, anh thử coi nó thích không. À, vô tới Bobby trước. Đó, bạn quá trời kìa. Đẹp quá hả con? Thích. Mấy nhiều xe lắm ba. Lấy cái hũ. Chút nó chơi, đến gì, đi con. Đi, đi nó muốn chơi không à. À. Đi lại này mua đồ thêm nè, đi. Đi, có gì thêm không con? À, rồi thôi, xách ra tính tiền luôn. Ra tính tiền. Đi. Mê cái này, nó không muốn coi mấy cái khác nữa. Kìa, xe quá trời nè Út. Tên em lấy cái gì cái bình nước này có tên em chứ không có rồi. Chê không có ha. Rồi lấy cái đó đi con, bình nó cũng đẹp. Hồng, đi, nhanh ba đến tiền. Đồ chơi nè, nãy con chọn rồi Út. Giờ chị ba tháo cho con ha. Tháo ra cho con chơi nha. Cắt mấy chỗ dán đó con. Đạp chân chị kìa. Ê, té con, sao vậy? Đứng dưới đi, lên chi? Con ngồi sát vô đi mày. Con ngồi sát.
ngồi giữa sát vô đi con, cho em có room đó. Ờ đứng dưới chờ đi anh chịu. Hay là xuống dưới đây nè mày. Mê lắm ha, vô cái chọn này liền. Khó mở quá ha. Đó, chị ba đang mở kìa, khó lắm á con. Này là gì? Coco melon phải không con? Coco melon. Biết đọc không mày Đạt? Cầm cái giấy rồi nhìn nhìn được. Biết đọc không cô? Hay quá ha. Đọc cho mẹ nghe coi trong đó nói gì. Trời ơi, coi nhìn chỉ vậy. Wow. Dán đồ cũng chắc quá ha con ha, kỹ vậy rồi. Xong rồi nè Út ơi. We want the bus thì con. Yeah. Bấm đi, bấm đi. Con bấm vào đây. Con bấm cái đầu của cô. Nó hát đó, thấy không con? Đó. Thấy không con? Đó. Con bấm cái nó hát đó Út. Giờ bấm vô ABC nè con. Nè. Bấm đầu nè. Hát có nửa bài nè. Ở đây nó có mấy chữ cái để dạy học nè. Cái ABC nữa thấy không nè, bấm vô nè con. Dạy học nè. Chơi đi con, đi em chơi nè. Này con bấm đi, con bấm nè, con bấm đầu Coco Melon. Yeah, vỗ tay. Thích không con? Thích quá ha. Rồi, giờ chơi đi ha con, chơi đi. Miếng giấy đọc nữa hả? Miếng giấy đọc gì đó con?